Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hàng Hot Thái Thắng. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, đó là cái máy đo tốc độ gió ha. Thì đây là cái máy đo đến từ thương hiệu Smart Sensor của Đức nha mọi người. Thì đây là một cái thương hiệu nổi tiếng của Đức trong việc sản xuất các thiết bị đo lường, đo đạc trong công nghiệp, trong lao động cũng như trong cuộc sống ha. Thì cái máy này nó có mã là AR816+ nha mọi người. Đây, về thiết kế thì nó có kích thước nhỏ gọn, mình có thể dễ dàng cầm trên tay ha. Và nó được đựng trong một cái vỉ đây nha mọi người. Ở sau thì sẽ có hướng dẫn mình gắn pin vào cái máy ha. Ở trước thì có thông số kỹ thuật, nó đo được cái trong cái dải là từ 0.3 cho đến 45m trên giây nha mọi người. Đây, độ hoạt động và cái nguồn rồi ha. Thì bây giờ thì sẽ mở ra nha mọi người. Đây, về phụ kiện thì có catalog hướng dẫn sử dụng. Đây, AR816+. Này ha. Đây là dây đeo. Dây đeo thì mình có thể đeo trên cổ hoặc là đeo tay nha mọi người, tránh cái tình trạng mà rơi rớt trong quá trình sử dụng ha. Đây là pin. Pin 3V. Pin dòng pin CR2032 nha mọi người. Còn đây là cái sản phẩm ha. Đây như mình đã nói thì có kích thước nó gọn nhẹ thôi nha mọi người. Mình có thể dễ dàng cầm trong lòng bàn tay hoặc là bỏ túi, túi quần, túi áo hoặc là đeo bên người ha. Đây, về chất liệu của cái sản phẩm này là làm bằng nhựa ABS nha mọi người. Nó có thể chịu được va đập hoặc là rơi rớt và chịu được ăn mòn của nước biển. Đây, ở ngoài thì được phủ một vỏ cao su rất là đẹp, rất là chắc chắn, cầm rất là êm tay nha mọi người, tránh cái tình trạng rơi rớt trong quá trình sử dụng ha. Đây, Smart Sensor R816. Thì cái sản phẩm này mình có thể sử dụng trong nhiều môn giải trí như là thả diều, lướt sóng, nhảy dù và trang bị cho các thủy thủ, các thành viên trên tàu thuyền ha. Đây, những người có hoặc những cái hoạt động mà cần biết rõ thông tin về gió cũng như là cái tốc độ gió mọi người, đó là cần cái thiết bị này. Hay. Thì mình cũng sẽ nhắc lại là cái máy này nó có thể đo và hiển thị chính xác cái tốc độ gió hiện tại, và tốc độ gió này có thể đo nằm trong khoảng là từ 0.30m trên giây cho đến 30m trên giây ha, với thang dây nhỏ nhất là 0.1m trên giây. Đây. Và ngoài chức năng đo tốc độ gió thì nó còn có thể đo được nhiệt độ của môi trường nha mọi người, với cái khoảng là từ âm 10 cho đến 45 độ C ha. Đây, và sản phẩm còn có cái khả năng là cảnh báo gió lạnh cho người sử dụng để biết và đề phòng, đưa ra những cái biện pháp phòng tránh thích hợp. Đây, thì bây giờ thì mình sẽ gắn pin vào nha mọi người. Đây, có cái quạt để đo tốc độ đo gió ha. Này, để gắn pin thì mình sẽ lột cái vỏ cao su này ra. À, phía sau thì sẽ có một cái nắp. Nắp thì nó có hiển thị cái chữ open và close ha mọi người, close ha. Đây, mình sẽ vặn ra. Mình sử dụng cái vít dẹp hoặc là các loại chìa khóa mình vặn. Đây. Gắn pin vào thì mình sẽ để cái cực dương của pin này quay lên. Đây mọi người. Và những cái ngàm của cái nắp này thì mình sẽ cho vào đúng những cái lỗ ha, ba cái lỗ này ha. Đây. Đây mọi người, sau đó mình sẽ vặn nó lại. Sau đó thì mình sẽ gắn cái vỏ này vào ha. Xong nha mọi người, rất là nhanh. Để bật cái máy này lên thì mình sẽ bấm vào cái nút hot. Đây, khoảng 2 giây. Này có trang bị đèn nền luôn nha mọi người. Và đây là những cái đơn vị trên cái màn hình á, mét trên giây và nhiệt độ đo được. Nhiệt độ là 31.8 độ C ha. Đây có hiển thị mức pin. Khi mình đo thì mình sẽ hướng cái quạt này ở cái đúng cái hướng gió nha mọi người. Này ha. Thì cái quạt này nó rất là nhạy. Đây. Thì bây giờ mình sẽ đo thử ha. Đây mọi người. Đây quạt rất là nhạy.
Thì ngoài cái đơn vị vị melting dây thì nó có thể chuyển đổi giữa các đơn vị đo tốc độ gió từ mile sang feet trên phút, km trên giờ là mét trên giây và knot ha. Để chuyển đổi cái đơn vị thì mình sẽ đè cái nút mode thì tầm khoảng 3 đến 4 giây. Đây, mét trên giây ha mọi người. Sau đó mình sẽ bấm vào cái nút set để mình chuyển đổi đơn vị ha, km giờ, feet trên đây, knot này ha. Giữ lại cái đo cái thông số mà lớn nhất nè mọi người, mét trên giây ha. Ở phía sau thì có cái cảm biến đo nhiệt độ ở phía sau nha mọi người, đây rất là tiện lợi. Màn hình LCD lắc kit nha mọi người nên nó rất là nét, rất là sáng ha. Mình nhìn mọi góc độ thì mình đều đọc được cái thông số này. Thì cái máy này nó có thể tự động tắt trong vòng 50 giây nha mọi người, nếu mình không sử dụng ha. Hoặc là mình có thể chủ động tắt bằng cách là nhấn một lúc, nhấn cùng lúc hai cái nút này ha. Đây thì nó đã tắt. Đây mọi người. Ngoài ra thì nó còn có chức năng cảnh báo khi năng lượng xuống mức thấp nhất ha, như là cái pin nó gần hết thì nó sẽ báo lên. Đây, mở máy thì đè khoảng 2 giây. Đây mọi người. Đây rất là tiện lợi ha, phù hợp cho rất là nhiều cái hoạt động. Thì ngoài việc phân phối cái dòng thiết bị đo độ gió này thì bên mình còn có phân phối thêm các dòng thiết bị đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ thiết bị máy móc trong công nghiệp, các dòng đo cường độ ánh sáng, cường độ âm thanh, hoặc là đo những loại khí độc, khí dễ cháy, khí ga ha, khí oxy, CO2 trong môi trường. Nhưng mà có rất là nhiều cái sản phẩm. Thì mọi người cứ có nhu cầu sử dụng hoặc là có cái sản phẩm này thì mọi người cứ tham khảo ở địa chỉ là số 12 ngõ 51 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Đây số điện thoại liên hệ là 0912 05244 và 0974444097. Trang web là điện tử thái thắng.com hoặc là hongnhab.net. Đây mọi người. Đây thì ngoài những cái dòng máy đo công nghiệp trong công nghiệp và trong cuộc sống này thì bên mình còn có cung cấp thêm những cái dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ chống cháy nổ, các thiết bị quang học như ống nhòm, kính thiên văn, kính hiển vi nhằm ngày nhằm đêm mấy người, thiết bị kỹ thuật số, đồ công nghệ. Đây có rất là nhiều cái sản phẩm ha, micro có dây không dây, thiết bị đo lường, camera dưới nước, camera nội soi công nghiệp ha. Thì mọi người cần cái sản phẩm gì thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp trên tại cửa hàng hoặc là trên trang web của mình. Đây. Thì mình xin kết thúc video tại đây và mọi người nhớ like và đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video thì mọi người sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất ha. Đây. Và xin chào và hẹn lại mọi người ở video sau. Cảm ơn mọi người.